Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục lên rừng tìm những cây thuốc, những cây nấm có tác dụng tốt cho sức khỏe để chia sẻ cho các bạn biết. Các bạn xem video của mình thì ủng hộ mình làm video nha các bạn. Ủng hộ bằng cách bấm vào chữ đăng ký phía dưới video. Xin cảm ơn các bạn. Úc sên có vỏ không? Mình mới lên tới này thì mình gặp được cái trái mâm sâu các bạn. Chín đỏ rất là đẹp. Cái này làm thuốc các bạn. Không. Ba ơi. Hả? Cái này không phải lá ngón đâu, cái lá này là củ lam đấy hả? Đây là cái trái này các bạn. Trái nó thuộc họ Phúc Bồn Tử các bạn. Trái nó rất là bổ thận. Tiếp tục nó có tác dụng tốt cho thận các bạn. Bổ thận. Trái nó bổ thận. Còn cái thân lá nó thì chặt phơi khô. Có tác dụng làm thuốc trị rất là nhiều bệnh. Các bệnh về xương khớp. Rất nhiều các bạn. Trái của nó đây này các bạn. Cái nó chín đỏ rất là đẹp. Đấy. Cái nó chín đỏ. Hái ngâm rượu hoặc là ăn nữa là rất tốt cho thận các bạn. Đây là cái cây lá đắng rừng này các bạn, có trái này. Đắng rừng, lá của nó rất là đắng. Nó cũng có tác dụng làm thuốc đó các bạn. Trị rất là nhiều bệnh. Trái của nó. Trái nó nhỏ, rất là đẹp. Cái mâm xôi rừng này là nhìn cái lá nó khác, cái mâm xôi ở dưới miền xuôi các bạn. Miền xuôi cái lá nó tròn. Cái lá cái mâm xôi trên rừng thì nó giống như là cái lá phong á. À. Mâm xôi dưới miền xuôi thì cái lá nó tròn tròn, nó không tròn nhưng mà nó kiểu như là cái lục giác vậy các bạn. Cái này có cái dây ba lá các bạn. Mình gặp được cái cây này các bạn. Cây này nhìn nó rất rất giống cái chân chim các bạn. Là cái ngũ giá bì á. Mà mình đọc ở trên mạng thì mình thấy là cây này ở ngoài Thanh Hóa người ta gọi là cây lá đắng các bạn. Ở trong này thì nó giống cái ngũ giá bì lắm. Khó phân biệt được các bạn. Trời mới mưa hôm qua. Mưa như nước. Nước đổ các bạn. Cây cối nó lên rất là xanh mướt. Này là cây lá phong các bạn. Cây lá phong. Rất giống cây phong các bạn. Cái mùa thu nó cũng rụng lá vàng rất là đẹp. Cây lá phong đó các bạn. Phong này không phải là phong Nhật Bản các bạn. Phong của Việt Nam. Trời
con tiếng chim chim nó kêu hay á. Cây này là cây thảo quả các bạn, trái của nó cũng tác dụng làm thuốc, nhưng cây này chưa có trái. Này là cái dây khúc khắc các bạn. Dây khúc khắc này cũng làm thuốc đó các bạn. Chữa rất là nhiều bệnh. Tác dụng như thế nào thì các bạn lên mạng các bạn tham khảo nhé. Mình chỉ nói là cách nhận biết nó là cái dây khúc khắc thôi các bạn. Công dụng chữa bệnh thì các bạn tìm hiểu thêm. Cây cao các bạn, thảo quả này rất là cao. Sao? Này có cái dây gì, cái ngọn nó rất là mướt. Mình thấy được cái nấm nhìn rất là lạ các bạn. Có gì nữa? Mọc lên nhìn rất là lạ. Đây là mình thấy được một cái nấm linh chi nữa các bạn. Nấm linh chi nó đang lên này. Màu đỏ đỏ rất là đẹp. Linh chi này uống cũng tốt cho sức khỏe. Đây nó có rất là nhiều nấm các bạn. Nhiều nấm. Nấm nó mọc lên cái cây khô. Ở trên cái cành thân cây gỗ cao có cái tổ cây tổ quả đó các bạn. Không to này các bạn thấy. Đấy. Cái tổ quả rất nhìn cũng đẹp các bạn. Này các bạn. Cái này cái lá y như lá chân chim các bạn. Y như cái chân chim. Mà ở ngoài Thanh Hóa thì người ta nói là cây lá đắng các bạn. Để mình nhai thử cái lá của nó thì nó có đắng không? Đúng đắng thật. Rất là đắng các bạn. Mình nhai thử cái lá của nó rất là đắng. Đúng là cái lá đắng thật. Đắng quá đi mất. Đây các bạn. Đây là cái dây chè dây này các bạn. Cái lá nó này. Chè rừng á, chè dây rừng á. Đây các bạn. Nó có tác dụng làm thuốc chữa bệnh đó các bạn. Chỗ này nó có dây leo rất là đẹp các bạn. Không biết là tên gì. Những cái lá nó mọc đấu nhau rất là đẹp các bạn. Xô le nhau. Nó leo lên cái thân cây rất là đẹp.
Đây là dây khúc cắt này các bạn. Khúc cắt làm thuốc đó. Chỗ này nó có cái gốc cây nó chết nó còn gốc nữa các bạn. Cây nó chết còn gốc. Này má anh chơi cá chơi thủy sinh hoặc là nhắc trụ các bạn. Này cũng cây lá đắng này các bạn. Lá của nó rất là đắng. Mà nhìn nó rất giống cái lá chân chim các bạn. Ớt. Uống sữa rồi con. Đúng rồi. Vừa nãy đi cái vùng nữa. Lên nhà giữa rừng khắc sữa rồi các bạn. Nhánh của nó ba lá. Nhanh con. Ui mũi quá trời này. Ui con mũi to lắm. Tiếp nào. Đứng dậy con. Rồi. 1, 2, 3. Tới. Ê con vắt cái vỏ đi đi. Ồ, nhanh lên, trên này có con gì con ơi. Đây này. Cây gì đẹp đây này. Cái giờ phủi kìa. Phủi mông. Ê. Đây kiếm củi sao chứ. Đúng rồi, con lắm rồi. Chỗ này nó có cây mà rất là nhiều gai các bạn. Gai rất là sắc nhọn. Cái cây gì? Cái nào? Lá của nó này. Cây dạng cây thành ngạnh rừng á. Cây này rất là nhiều gai. Gai từ gốc đến ngọn luôn. Cây này nó rất là lạ nữa các bạn. Có cái trái này mà cái trái thì mọc với cái lá các bạn. Nhìn rất là độc và lạ. Đây là cái trái của nó nè. Nó nằm ở dưới cái lá các bạn. Cái trái thì không nằm ở trong thân mà là nằm ở dưới cái lá. Mình chưa thấy bao giờ, lần đầu tiên thấy luôn các bạn. Rất là độc và lạ. Này cái trái này. Trái thì nằm dưới cái lá. Không nằm trong thân mà là nằm dưới cái lá.
rất là độc lạ. Đây là cái dây mâm su rừng nữa các bạn, mâm su rừng ra lá giống la phong các bạn, còn cái mâm su với mình su thì cái lá nó khác. Đây là cái dây thùm lùm các bạn, dây thùm lùm này chuyên trị các bệnh về ngoài da các bạn, rẻ chóc ngứa lả, dây thùm lùm. Chỗ này có những cây gỗ rất là to các bạn, những cái rổ cây gỗ lâu năm, dễ rừng các bạn, rất là cao này, cao to. Chỗ này nó có một mớ nấm tay mèo các bạn, mọc trên cái cây khô này. Cây này là cây gì mà rất là nhiều ở trong rừng các bạn, nó ra hoa màu trắng. Chỗ này thì chưa có hoa. Chỗ này nó có một bộ xích, một bộ xích. Cây này là cái phèn đen này các bạn, phèn đen này, cây này cũng có tác dụng làm thuốc các bạn. Rồi cái trái nó chín màu đen rất là đẹp, là cây phèn phèn đen, cái phèn đen các bạn, là cái phèn đen tác dụng làm thuốc đó các bạn. Các bạn tìm hiểu trên Google thì sẽ biết tác dụng làm thuốc của nó như thế nào. Là cái dương sĩ rừng các bạn, lá rất rậm rạp. Chỗ này nó có cái dây leo các bạn, nấm gỗ hả? Chưa gặp tắc tắc cây đá nha. Yếu à? Chỗ này với cái gốc cây có cái nấm gỗ rất là to các bạn. Nấm gỗ đó. Này gốc cây rất là to. Mọc rất là nhiều rêu các bạn. Cái gỗ to lâu năm. Này cũng cây lá đắng rừng này các bạn. Lá rất là đắng. Cũng có tác dụng làm thuốc đó các bạn.
Đây là những cây dương sỉ trong rừng các bạn. Đây là cây gương rừng này các bạn. Gương gió. Này có cây cái lá hình lông chim rất là đẹp các bạn. Nó thuộc họ cái tùng cái bách kia này. Chỗ này nó có một cái gốc cây rừng cổ thụ các bạn. Rất là to. Này, gốc cây rất là to các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn xem video thì nhớ ủng hộ mình làm video nha các bạn. Ủng hộ bằng cách bấm vào chỗ đăng ký phía dưới video. Thì video của mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.